khẩu cho đời hạ thần. Tạ Thanh. Dạ. Ta mới vừa nằm mơ một giấc mơ thật là khủng khiếp. Ta thấy một ngục giao báo mộng rằng sẽ giết mẹ con ta. Ôi ta sợ quá. Tạ Thanh ơi, ta sợ lắm. Làm sao bây giờ? Làm sao để ngăn được lời tiên đoán này? Hay là ta tha cho vợ chồng Nguyễn Trãi? Muôn tâu thái hậu, hạ thần rất hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của thái hậu hiện giờ. Muốn được ngôi báo thì thất nhân tâm, mà muốn đắc nhân tâm thì phải mất ngôi báo. Đằng nào thì thái hậu cũng phải chọn lấy cho mình một ngã đường. Xong, thần trộm nghĩ, một khi đã làm việc gì thì phải làm cho nó đến nơi, đến chốn. Nếu không, nó sẽ gây tác hại ngược lại cho chính mình. Thưa thái hậu, các người đã lợi dụng một giây phút yếu mềm của ta để giết hại nhà vua. Bây giờ Nguyễn Thị Lộ đã biết hết sự thật. Tình thế này thì không suy chuyển được. Giết vua thì phải tru di ba họ. Tha cho Nguyễn Trãi thì tru di ba họ nhà ngươi đinh thắng và đinh phúc. Sao? Thái hậu làm gì để giết hạ thần nè? Là hạ thần, thái hậu đã sử dụng hạ thần hàng bao nhiêu lâu nay, rồi bây giờ sẵn sàng giết chết hạ thần như người ta giết chết chó sau khi đã săn được nai à? Thái hậu đừng quên, tất cả những việc làm vừa qua là do hai ông Đinh Thăng và Đinh Phúc làm. Mà họ làm như vậy là họ làm đẹp lòng thái hậu chứ mà. Nhưng giết Nguyễn Trãi, giết ba họ nhà ông sẽ gây một phản án kịch liệt trong dân chúng. Liệu rồi ngôi thái hậu của ta có còn đứng vững được nữa hay không? Nếu đã nói như vậy thì thái hậu nên run sợ đi. Tiếng đàn của ai nghe thắt thót như đêm khuya? Đó chính là tiếng đàn của ông Ước Trai Nguyễn Trãi. Chính tôi đã cho người mang cây đàn đấy vào cho ông ta. Dù sao cũng phải thừa nhận ông ta là một bậc tài quá. Ước Trai không coi thường cương vị nhiếp chính của ta, mà chỉ coi thường cái uy hiếp bạo ngược của bất cứ ai. Thái hậu cũng đã chứng kiến tận mắt rồi đó. Thái hậu đang nghe ông ta chất vấn thái hậu, thậm chí còn dám lên án cả thái hậu khi nghe tin bà Nguyễn Thị Lộ bị bắt giam tống cuộc mà không hề có một chút xíu sợ hãi hay gian xin thái hậu điều gì. Rồi khi nghe tin giặc ngoại bang xâm lấn, ông ta liền quên ngay chuyện riêng tư của gia đình cùng với các quan khác bàn chuyện chống giặc ngoại xâm. Nguyễn Trãi là như vậy đó. Rồi ngày mai khi biết là mình sẽ ra pháp trường, vậy mà đêm nay ông ta vẫn cứ ung dung gãy đàn và bình thản đọc thơ. Ung dung gãy đàn, bình thản đọc thơ. Cháu ơi, ngay cả lúc này ư, khi mà cả ba họ mình sẽ đầu liền khỏi cổ. Mà tiếng đàn của ông ấy thì mới tuyệt diệu làm sao chứ. Mấy phen lần bước dặm thanh nhân, đem lời làm chi luôn nhọc thân. Nhớ chúa lòng con đơn một tấc, âu yên độc đã ba mươi. Văn chương chép lấy đôi câu thơ, sự nghiệp tua nhìn phải đảo kinh. Từ độc, từ gian, từ bạo ngược, có nhân, có trí, có anh hùng. Từ độc, từ gian, từ bạo ngược, có nhân, có trí, có anh hùng. Chao ơi, câu thơ đầy khí phách, dòng tập cũng đầy khí phách,
mà là của một con người chỉ còn đêm nay là chắc sống. Trảm thủ một con người như vậy, đau phủ nào mà chẳng run tay. Thái hậu ơi, thái hậu cũng thừa biết con người ta rồi thì ai cũng phải đến lúc chết. Hạ thần đấy, rồi thì cũng phải đến lúc hạ thần chết. Thái hậu rồi cũng phải đến lúc chết. Ngay cả Âu Dương rồi thì cũng phải đến lúc. Nhưng Nguyễn Trãi thì không. Nguyễn Trãi không chết. Nguyễn Trãi cứ mãi mãi sống trong lòng muôn dân. Nguyễn Trãi phải chết thôi. Nguyễn Trãi không có quyền sống. Nguyễn Trãi không có quyền như xin thái hậu hãy tha tội chết cho thần, vì thần đã làm kinh động đến thái hậu. Nhưng thái hậu đừng bao giờ quên rằng trước sau gì thái hậu cũng phải chọn lấy cho mình một ngã đường. Nói sao? Các người đã cứu được vợ ta. Thưa dân, ơn ấy ta xin ngậm dành kết cỏ. Kìa, quan gia nghỉ đại phu. Nhưng nếu ta trốn đi, tránh sao khỏi cảnh huynh đệ tương tàn, có thể lại làm mồi cho ngoại bang xâm lấn. Không, chết đi cho lẽ phải, ta không có gì ân hận. Huống hồ chết riêng mình cho giang sơn xã tắc sống. Có người đang tới, người ta đến nơi rồi. Xin con ra ngay cho, con xin người hãy ra ngay cho bằng lưới này. Không kịp nữa rồi, hãy nói hộ ta với mọi người rằng dù cho đầu ta có lìa khỏi cổ vì lưỡi gươm của lũ gian thần, thì tình thương và tiếng gọi cuối cùng của ta cũng vẫn là tình thương tiếng gọi cuối cùng vọng về núi sông, vọng về dân tình trăm họ, vẫn thiết tha và chung thủy như xưa. Hãy nói hộ với vợ con ta, ta chết vì niềm tin hậu thế. Không, con xin người, người hãy nghe lời chúng con xin người về trốn đi để giữ vẹn tấm thân và tấm lòng nhân nghĩa đáng trân trọng của người, không phải cho người mà cho chúng con, những lớp người hèn mọn. Chúng con gia người về trốn đi, người hãy trốn, chúng con gia người về trốn đi. Con chết, con không kịp nữa rồi. Bắt ngay con tiện ti này lại và mang hắn vào đi. Kìa, quan hình gì họ đặng? Trời ơi, ông hình quan. Đại phu, tôi đã không cứu được bà Lễ Nghi học sĩ. Kìa, ông quan giám nghị, ông định đi đâu vậy? Đi trốn à? Hay là đi thăm bà Lễ Nghi học sĩ? Ta biết lời hứa của một thái hậu nhiếp chính là như vậy đó. Các ngươi chỉ là một bọn vô sĩ ác độc, lui khỏi mặt ta. Không được đụng vào người ta, ta không thể trốn đâu. Còn tỷ tay kia đang đến tới làm gì hả? Cứu kẻ bị quan giám nghị đại phu và bà Lễ Nghi học sĩ của ta.
Đồng bọn của mày là ai? Ai của mày? Lòng ta xui ta, cả nước xui ta, đảo làm người xui ta, bè đảng của ta là tất cả những ai biết hiếu trung, biết khinh tài trọng nghĩa, biết chống lại gian tà để giữ lấy đạo ngay. Ta nói thật, chính các người chính các người đã giết hại vua, các người đã giết người Liên Hồng Đế, tôi sẽ dễ dàng quan giá như đại phu. Không được. Sao mày muốn chết hả? Mày muốn chết theo dòng họ Nguyễn chứ gì? Tao sẽ cho mày được tỏi Nguyễn. Đào ngay cho nó một cái hôn. Đừng. Thôi mọi người, hãy nghe ta nói đây. Chính bọn hoàng quan đã giết vua, chính bọn hoàng quan đã giết người Liên đến như không. Đừng, đừng đâm cô ấy. Tha tội cho anh em chúng